Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Đến kiểm tra điểm thi tại trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, quận Ngũ Hành Sơn, nơi có 41 thí sinh, trong đó có 2 thí sinh thuộc diện F1, 1 thí sinh F2, số còn lại là thí sinh trong khu cách ly y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và điểm thi. Đây là điểm thi có 3 khu vực riêng. Thí sinh thuộc diện F1 sẽ được bố trí phòng thi riêng, một khu vực dành riêng cho thí sinh F2. Đối với thí sinh tại các khu cách ly y tế, chỉ bố trí nhiều nhất là 12 thí sinh trên mỗi phòng thi, đảm bảo mỗi thí sinh cách nhau 2 mét. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp tục rà soát các điều kiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên, làm công tác coi thi, thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Đến kiểm tra điểm thi tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt nhắc lại phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt sức khỏe cho thí sinh và lực lượng tham gia coi thi. Dù trước mắt có kết quả xét nghiệm âm tính của toàn bộ thí sinh dự thi, nhưng các biện pháp phòng chống dịch cần thực hiện nghiêm túc, đồng thời phải tạo tâm lý tốt nhất, thoải mái nhất cho thí sinh, giúp các em hoàn thành tốt kỳ thi. Chiều nay các thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.